Sau 18 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc đang từng bước khẳng định thương hiệu của mình trong lĩnh vực đào tạo nghề. Bằng chứng là tỷ lệ tuyển sinh của trường hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu. Tỷ lệ giải quyết việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp lên đến 90%. Đó là con số đáng mơ ước của rất nhiều trường nghề hiện nay. Đây có thể coi là điều kiện đảm bảo nhân lực, vật lực, giúp cho trường có những bước tiến về đích nhanh hơn, phấn đấu thành trường chất lượng cao với 6 tiêu chí theo quyết định 761 của Thủ tướng Chính phủ. Đó là quy mô đào tạo, tối thiểu có 2.000 học sinh sinh viên hệ trung cấp nghề, cao đẳng nghề, trong đó ít nhất 30% học sinh sinh viên học các nghề trọng điểm. Về việc làm cho đào tạo, có ít nhất 80% số học sinh sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng nghề được đào tạo trong vòng 6 tháng sau tốt nghiệp. Trong đó, nghề trọng điểm đạt ít nhất 90%. Trình độ học sinh sinh viên sau đào tạo, 100% học sinh sinh viên tốt nghiệp hệ trung cấp nghề đạt bậc 2/5. Hệ cao đẳng nghề đạt bậc 3/5 của tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia và có trình độ tin học đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên. Trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đạt 300 điểm TOEIC hoặc tương đương trở lên. Tháng 10 năm 2016, Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc là một trong 12 trường trên tổng số 1.000 trường nghề trong cả nước được Chính phủ chọn triển khai dự án đào tạo nghề theo tiêu chuẩn Úc. Trường được Chính phủ chọn đào tạo 2 nghề: điện lạnh, kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp. Hiện trường có 36 học viên đang theo học dự án này. Đây là mô hình đào tạo 100% người nước ngoài và sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đầu vào phải đảm bảo 3 yếu tố: học lực, tốt nghiệp phổ thông và đặc biệt tiếng Anh phải đạt A2 theo chứng chỉ châu Âu. Thời gian đào tạo 2 năm rưỡi. Sau khi tốt nghiệp, học sinh được cấp 2 bằng tốt nghiệp, một của trường Việt Hàn và một của trường Cao đẳng Úc. Với 2 tấm bằng này, các em có cơ hội học đại học ở Úc, đặc biệt có cơ hội được các doanh nghiệp Úc thu hút vào làm việc với mức lương ổn định. Em chọn ngôi trường này vì là đây là ngôi trường đang có một đợt thí điểm của nhà nước, tài trợ 100% về vốn và các thiết bị theo chuẩn quốc tế và được đào tạo bởi chương trình Úc, nên em chọn ngôi trường này học để sau này có thể có một công việc tốt hơn. Với chất lượng đào tạo giáo dục của nhà trường ngày càng được nâng lên, nhà trường đã tạo được niềm tin đối với các doanh nghiệp, người dân, học sinh, sinh viên. Thương hiệu Việt Hàn trên thị trường lao động đã được khẳng định. Vì vậy, trong những năm qua, Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc đã trở thành địa chỉ tin cậy cho người học nghề. Thực hiện quyết định 761 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt các trường chất lượng cao, thì Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc là một trong 45 trường mà được Thủ tướng phê duyệt. Trường phải có một cái chuẩn bị. Thứ nhất là chuẩn bị về đội ngũ. Thì chúng tôi có một số giáo viên đã được đưa đi đào tạo tại Úc, tại Malaysia, tại Hàn Quốc và để nâng cao cái trình độ chuyên môn, rồi tay nghề cũng như là trình độ tin học và ngoại ngữ. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai là phải đầu tư cơ sở vật chất. Thì trường chúng tôi hiện nay đang thực hiện dự án giai đoạn 3 của Chính phủ Hàn Quốc với tổng giá trị là 6 triệu đô. Trong đó có 1 triệu 8 đô để xây dựng, 2 triệu 6 đô là thiết bị, số tiền còn lại là đưa giáo viên đi đào tạo tại Hàn Quốc ở thời gian từ 3 đến 6 tháng để chuyển giao công nghệ, và thứ hai là một số giáo viên đi học thạc sĩ tại Hàn Quốc. Và cái thứ ba là chúng tôi phải áp dụng một số cái chương trình đào tạo. Thì hiện nay trường chúng tôi đang có 3 cái cấp độ đào tạo. Thứ nhất là có 2 cái lớp đào tạo theo chương trình của Úc là các cái lớp và điện lạnh và kỹ thuật lắp đặt điện đi điều khiển trong công nghiệp. Đây là những lớp đào tạo hoàn toàn theo chương trình của Úc và được Úc cấp bằng cao đẳng.